lần đầu tiên trồng bắp, nhưng mà nó có một cái như thế này. Bắp thì trồng một ngày đó, thì cùng một ngày một giờ luôn đó, hôm nay là được một tháng rồi đó các bạn. Nhưng mà tại sao là cái đám này thì nó cao, nó to, nó đẹp, nó tốt, nhưng mà có cái khoảng này thì nó nhỏ xíu à, nó thấp tè. Trồng như nhau cùng giờ cũng một ngày, nhưng mà phân hướng đồ đất rồi cũng liền nhau, nhưng mà có một nơi đó xung quanh thì nó to cao vậy đó, mấy chỗ này có chút xíu đó. Các bạn nào có ai biết giúp mình rồi để mình làm nông dân cho nó được tốt hơn thôi, góp ý mình nha. Đây cây có chút xíu đó, có 20 phần à, chút xíu. Còn kia người ta là cả mét rồi, gần cả mét rồi đó. Một tháng thì nó cao chuẩn bị có bông rồi. Còn cái đoạn này nó cao vững nó chừng 2 mét vuông, nó không lên nổi. Không biết lý do nguyên nhân sao mà nó như vậy, nếu bạn nào biết thì giúp mình để mình cải thiện, học kinh nghiệm để trồng được tốt hơn. Cảm ơn rất là nhiều nếu các bạn giúp mình đó. Đây nó cao to rồi. Chào các bạn.